Tạm quên đi nỗi buồn thiếu thốn bóng đá vì dịch bệnh, có lẽ lúc này các cổ động viên Manchester United đang là những người cảm thấy phấn chấn nhất ở Premier League. Đã lâu lắm rồi, họ mới thấy đội bóng mình yêu thích sở hữu nguồn sinh lực mạnh mẽ đến thế. Bruno Fernandes đến và anh như ngọn đuốc thắp sáng cả căn biệt thự lộng lẫy nhưng tăm tối mang tên Old Trafford. Bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha đã quá hay, nhưng điều quan trọng là anh còn khiến những người xung quanh nỗ lực để không tụt lại phía sau. Cậu ấy đã đem lại cho đội bóng rất nhiều thứ. Bạn có thể thấy được Fernandes mang đến những bàn thắng, những pha kiến tạo và cái cách mà mọi cầu thủ thi đấu xung quanh Fernandes khi cậu ấy có mặt trên sân. Fernandes tự tin, muốn chơi tấn công và tạo ra cơ hội. Cậu ấy sắc sảo, nhanh nhẹn và khó để theo kèm. Bạn có thể thấy được Fernandes đã thúc đẩy tất cả mọi người. Khi cậu ấy có bóng, mọi người bắt đầu chạy vì họ tin rằng Fernandes có khả năng chuyền bóng cho mình. Wan-Bissaka chia sẻ. Vậy nhưng có một thông tin từ Italia chuyển về thành Manchester khiến những người yêu màu áo đỏ cảm thấy buồn man mác. Rất nhiều khả năng, Alexis Sanchez sẽ phải khăn gói quay lại sân Old Trafford sau một mùa giải cho mượn ở Inter Milan. Theo báo chí Italia, đội bóng áo sọc xanh đen nhiều khả năng sẽ trả tiền đạo người Chile về nơi sản xuất. Đây là điều không có gì khó hiểu nếu nhìn vào màn trình diễn của Sanchez kể từ khi anh gia nhập Inter Milan. Chưa bàn đến thái độ hay năng lực, các con số nghèo nàn của Sanchez là thứ đầu tiên đập vào mắt giới mộ điệu. Kể từ đầu mùa 2019-2020 tới giờ, chân sút sinh năm 1988 mới chỉ ra sân được 15 trận. Tất cả những gì anh có được là một bàn thắng. Chấn thương là thứ ngăn cản Sanchez ra sân và hòa nhịp được với lối chơi cùng toàn đội. Ngay hồi tháng 10, Sanchez dính một chấn thương nặng sau khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia cùng đội tuyển Chile. Phải mãi đến tháng 1, Sanchez mới có thể bình phục và trở lại đội hình của Inter. Kể từ khi gia nhập binh đoàn xanh đen, Sanchez chỉ có đúng 2 trận mà chân sút 31 tuổi này được chơi trọn vẹn 90 phút trên sân. Tồi tệ hơn, trong những trận đấu gần đây, anh chỉ được tung vào sân theo kiểu câu giờ hoặc khi Inter rơi vào thế không còn gì để mất. Điều này không có gì là quá đáng. Bản thân Sanchez chắc cũng hiểu điều ấy. Cho tới nay, cựu tiền đạo Arsenal mới chỉ mang về một bàn thắng và hai pha kiến tạo. Huấn luyện viên Antonio Conte cũng chẳng thèm giấu giếm khi bày tỏ sự thất vọng của mình về trường hợp của Sanchez. Các anh liên tục hỏi tôi về Sanchez. Được thôi, để thi đấu thì đầu tiên các cầu thủ cần phải khỏe mạnh. Tôi không điên, tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc hay thích làm tổn thương người khác. Tôi biết làm phép tính 1 cộng 1 bằng 2, nhưng theo các anh thì nó bằng 5. Nếu tôi quyết định sử dụng một cầu thủ nào đó thì tôi có lý do riêng. Đó không phải vì tôi muốn tự sát hay tôi ngu ngốc. Sự phẫn nộ ấy là thái cực tương phản hoàn toàn với những gì mà Conte từng thể hiện khi chiêu mộ được Sanchez hồi mùa hè năm ngoái. Alexis là một cầu thủ chuyên nghiệp và anh ấy đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn. Đã có những tin đồn rằng anh ấy chỉ có thể đánh bóng bằng ghế dự bị tại Inter. Nhưng không, Alexis là một phần quan trọng của chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi. Chẳng có gì phải nghi ngờ về tài năng của Alexis. Hơn nữa, anh ấy biết rằng khi tôi còn dẫn dắt Juve, tôi đã nỗ lực chiêu mộ anh ấy. Nhưng rồi Alexis quyết định đầu quân cho Barcelona. Có lẽ khi ấy, Conte nghĩ rằng ông có thể đánh thức những tố chất thiên phú từng giúp Sanchez làm mưa làm gió ở Sevilla. Đó là những pha bóng tốc độ, các tình huống xử lý vô cùng khó lường và kỹ năng dứt điểm hiểm hóc. Nhưng những gì từng làm nên biệt danh cậu bé diệu kỳ đã trôi qua quá lâu rồi. Trong vòng 2 năm qua, gia tài của Sanchez chỉ có thêm 6 bàn thắng và 11 kiến tạo. Những thống kê như một trò đùa nếu nhìn vào mức lương 400.000 bảng mà anh nhận mỗi tuần. Đã có những lúc người ta nghĩ rằng Sanchez sẽ giống Lukaku hay Chris Smalling, những cựu quỷ đỏ bất ngờ lột xác khi chia tay sân ở Trafford. Đó là khi anh ghi bàn cho Inter ngay trong trận đầu tiên được xếp vào đội hình đá chính ở cuộc đụng độ Sampdoria. Nhưng cũng ngay ở khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, số phận đã đối xử với Sanchez cực kỳ phũ phàng. Anh nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ hiệp 1. Kể từ đó, tuấn hưng người Chile trở lại đúng với hình ảnh của anh tại Manchester United, vật vờ và thiếu sáng tạo. Ban lãnh đạo Inter Milan tin rằng Sanchez là sự lãng phí lớn khi câu lạc bộ phải bỏ ra 4,3 triệu bảng phí mượn người để sở hữu anh trong một mùa. Hợp đồng mượn Sanchez từ Manchester United của Inter Milan có điều khoản mua đất trị giá 17,5 triệu bảng. Và dĩ nhiên, đội bóng Italia sẽ không kích hoạt điều khoản này. Huấn luyện viên Conte hiện có Romelu Lukaku và Lautaro Martinez, hai chân sút trẻ, khỏe và đóng góp nhiều hơn hẳn Sanchez. Cả về lý và lẫn về tình, Sanchez đều không thể thuyết phục được Inter và Conte, nên khả năng rất cao là anh sẽ quay lại thành Manchester vào cuối mùa này. Nếu điều đó xảy ra, Manchester United sẽ gặp rắc rối rất lớn với cuộc tái ngộ mà họ chẳng hề mong muốn. Ngay cả khi đã bị tống khứ sang Inter và được câu lạc bộ này hỗ trợ trả một phần lương, Sanchez vẫn là cầu thủ có thu nhập cao thứ hai trong đội hình của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer với 300.000 bảng một tuần. Và giờ thì anh sẽ khiến đội bóng chủ quản của mình phải nhả ra đủ 400.000 bảng một tuần.
Đừng quên rằng chính mức lương điên rồ ấy là thứ khiến Paul Pogba và David De Gea vùng vằng hờn dỗi ở giai đoạn cuối mùa trước. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất mà Quỷ Đỏ phải hứng chịu nếu Sanchez quay lại. Mỗi trận đấu ra sân, ước tính Sanchez đã ngốn của Manchester United số tiền 75.000 bảng. Một vài thỏa thuận khác cũng cắt cổ không kém, như 2 triệu bảng một trận thắng tại Champions League, 500.000 bảng cho mỗi chiến thắng tại Premier League. Với bản quyền hình ảnh, nếu kiếm tối đa, Sanchez cũng đút túi khoảng 560.000 bảng một tuần. Hợp đồng của Sanchez ký với Manchester United có thời hạn 5 năm, tức là đến tháng 1 năm 2023 mới đáo hạn. Khi ký với Quỷ Đỏ, Sanchez có gài điều khoản trung thành được tính bằng tiền. Nếu hè này trở lại Manchester United và không bị bán đứt sang đội khác, Sanchez sẽ nhận 1,1 triệu bảng dù chưa cần làm gì. Đó là phí trung thành, một khoản tiền khiến kể cả những người không phải fan của đội bóng này cũng thấy xót xa. Chỉ riêng trong năm nay, Manchester United tốn khoảng 17 triệu bảng bao gồm lương để trả cho Sanchez dù anh không đá một phút nào cho đội chủ sân Old Trafford. Cốt lõi của những điều khoản sặc mùi tiền bạc này đến từ cách làm bóng đá có phần ăn sổi của ban lãnh đạo đội bóng. Trong giai đoạn mất phương hướng về phong cách lẫn danh hiệu, Manchester United đã đặt kỳ vọng phục hưng vào một siêu sao có tầm vóc thế giới như Sanchez. Nhưng với vị thế xuống dốc của Quỷ Đỏ, họ chỉ có thể dùng tiền để thuyết phục anh ký hợp đồng. Giờ thì cách suy nghĩ sai lầm ấy đang trở thành con dao hai lưỡi và làm Manchester United rỉ máu. Và bởi vì giao kèo giữa tiền đạo người Chile và Manchester United có thời hạn đến tận mùa hè năm 2022, vậy nên nếu muốn giải quyết những khoản tiền dại dột với Sanchez, cách duy nhất là bán được anh. Nhưng đây là điều vô cùng xa vời. Trước hết, chẳng đội bóng nào điên đến mức chiêu mộ một tiền đạo nổi xuống vỏn vẹn 6 lần trong 2 năm. Sự sa sút của Sanchez cộng với tuổi 31 của anh là những thứ đang chống lại các chuyên gia đàm phán của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng. Thứ hai, mức lương của Sanchez lên tới 400.000 bảng một tuần. Kể cả có cắt giảm một nửa thì mấy ai dám bỏ ra 200.000 bảng một tuần cho cầu thủ như Sanchez. Và khi mà thời hạn hợp đồng với Manchester United còn dài dằng dặc, Sanchez có quyền ngồi chơi hưởng thụ mức lương phi lý mà Manchester United đã chốt dại trao cho mình. Thực ra còn một cách nữa để Manchester United tận dụng Sanchez là trao cho anh cơ hội chơi bóng thêm một lần nữa. Sanchez đã trở lại và chứng tỏ cho tất cả là các bạn đã sai rồi, cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi có những cầu thủ đang nỗ lực hết sức để trở lại. Đó là lời khẳng định đanh thép mà huấn luyện viên Solskjaer nói trên báo giới khi đề cập tới trường hợp hóc búa của Sanchez. Chỉ có điều, đội hình Manchester United bây giờ là tập hợp của những người trẻ, khỏe, nhiệt huyết và hết lòng vì đội bóng. Ngay cả một tân binh như Bruno Fernandes cũng sẵn lòng bày tỏ sức chiến đấu mãnh liệt trong từng trận. Khơi gợi ra ngọn lửa bóng đá vốn đang nguội lạnh trong Sanchez là không phải đơn giản. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy đang xây dựng một lối chơi tốc độ ít chạm. Một cầu thủ có lối chơi tốn bóng như Sanchez chẳng khác nào mắc xích lỗi nếu đặt vào hệ thống mà Ole mong muốn hướng đến. Trong ngày ra mắt Inter, Sanchez đã có phần đổ lỗi cho các đồng đội ở Manchester United là lý do khiến anh sa sút đến chóng mặt. Tôi thường xuyên không được thi đấu đủ số phút, tôi cứ đá một trận khoảng 60 phút rồi lại bị thay ra và dự bị trận đấu sau mà không rõ nguyên nhân. Nếu được thi đấu đều đặn hơn, tôi tin mình sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất. Các bạn hay hỏi vì sao tôi luôn thi đấu bùng nổ mỗi khi trở về đội tuyển quốc gia. Đó là bởi tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong việc chơi bóng, tôi hạnh phúc khi được cống hiến cho quê hương. Nhưng nếu nhìn vào những gì đã và đang diễn ra ở Inter, không biết Sanchez sẽ nghĩ gì. Chẳng có huấn luyện viên nào muốn cất cầu thủ của mình trên ghế dự bị, trừ khi anh ta gặp vấn đề về thể lực hoặc trình độ quá kém cỏi. Đáng buồn là Sanchez nằm trong cả hai trường hợp. Hai năm trở lại đây, anh liên tục gặp rắc rối với chấn thương. Khi bình phục thì cảm giác bóng biến mất hoàn toàn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Sanchez luôn muốn tìm một lý do bên ngoài để đổ lỗi cho sự đi xuống. Chỉ khi nào thay đổi được nhận thức sai lầm ấy, may ra cậu bé diệu kỳ mới tìm lại được phong độ đích thực của mình.